Hey, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đúng Không, sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov. Điền form các bạn. Đầu tiên thì con này nó có là 100.000 token, RIP token phát huy cho tất cả các bạn. Khi tham gia chương trình, các bạn làm nhiệm vụ, các bạn nhận sẽ được 1.000 RIP. Mỗi một lượt ghép thì được 2.000 RIP. Con này nó sẽ list lên coi cấp cua nha các bạn. List trên cấp cua ấy. Thông tin nữa nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn chơi nha, tham gia nha. Đầu tiên các bạn click Revis Friend for Exchange Read nè. Các bạn vào đăng ký một cái tài khoản nha. Đầu tiên phía name đặt name email nha các bạn. Rồi bấm Continue nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sau khi các bạn đăng ký và login vào thì nó các bạn làm nhiệm vụ, các bạn follow server nè. Mình làm demo rồi, các bạn bấm nút follow nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Thôi tạo. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Click tôi cần để mình ra thông tin nó chút nha các bạn. Các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn tiếp tục cần phương tiện iDrop nữa nè bạn. Sau khi các bạn join thì các bạn nhận được 1.000 token RIP nè, get một lượt ghép được 20.000 RIP nè các bạn. Rồi các bạn like cho nó một bài nha các bạn. Các bạn test nó lại cái bình luận nè. Test lại nè. Fin tan 50 win. iDrop này đâu yêu cầu đâu. Khoan nha các bạn. Mình coi nha các bạn. Rồi, các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn follow rồi, các bạn bấm vào nút verify nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 100 token rồi các bạn. Mình đã nhận được 100 token nè. Sau khi trình này góp thúc nó sẽ phân phối nha các bạn. Rồi các bạn cứ làm thêm tiếp tục như vậy nữa các bạn. Rồi follow theo word và tweet nè. Retweet và tweet nè. Rồi cứ làm tương tự thôi các bạn. Đây mình làm cái nữa demo cho các bạn nha các bạn. Tweet the on the word. Rồi các bạn bấm tweet chứ. Cái tương tự như này hoài nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn đang test rồi, các bạn bấm vào verify nha các bạn. Cái máy này chạy kỹ chạy. Thế được con trăm mà tại tôi tự quyết rồi mà. Rồi tao verify tao mới gáy rồi mà. Rồi vậy làm được 200 nè các bạn nè. Rồi vậy các bạn cứ làm tiếp tục vậy hoài nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.